Chỉ với một chiếc xe lưu động chuyên bán hàng ăn, chị Hiền cũng giống nhiều người khác đã lựa chọn mưu sinh đêm. Nhưng mưa và rét cả ngày khiến lượng khách đến mua hàng giảm đi rất nhiều. Đang ấm đến thay đổi thời tiết, nó mưa rét thì lượng khách nó kém đi, bán đường vắng, trời mưa rét người ta không muốn ra đường mấy, thì bán hàng ế, không có khách ăn. Do nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh cộng với mưa nên suốt ngày hôm qua tình trạng ách tắc giao thông xảy ra ở nhiều tuyến phố trung tâm. Nhiều người đã lựa chọn ở trong nhà tránh rét, nhưng một số người vì phải mưu sinh nên lựa chọn trang bị áo ấm cho mình. Chúng tôi đi làm thấy rất vất vả về thời tiết, quá lạnh. Hà Nội là mưa coi như đột xuất rất là to. Ngay cái đoạn đường chúng tôi đang đứng ở đây là ngập sâu và tắc cả cống ở cái đoạn Thái Hà coi như là Yên Lãng này. Dù đã vào mùa đông nhưng nhiều ngày qua thời tiết hầu hết nóng nực. Chỉ đợt này người dân Hà Nội mới cảm nhận rõ rệt cái rét khi nền nhiệt giảm sâu kết hợp với mưa. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nhiệt độ ngoài trời vào buổi đêm giảm ở mức thấp ở dưới 15 độ C. Và đây là đợt rét mạnh đầu tiên kể từ đầu mùa đông đến nay. Đợt rét này sẽ còn kéo dài từ nay tới cuối tuần.